với cả chè chè Suối Giàng, chè San Tuyết Suối Giàng. Đúng rồi Hằng Nguyễn ạ, thực sự là mình cũng không muốn chia sẻ bởi vì là có những người người ta hiểu được thì người ta sẽ không không nghĩ gì đấy, nhưng mà rất ít người hiểu được cái chuyện đó. Ít người hiểu được ấy, mọi người sẽ không nghĩ là mình kiểu như là mình tạo cái tình cái hoàn cảnh, nhưng mà không phải là như thế. Sao em lấy chồng xa vậy? Labo. Thực ra không phải là mình muốn, mà bởi vì là cái duyên cái lợi của mình thôi. Có thể là mình một phần là cũng do mình nữa chứ. Chắc người ta bảo tiên trách kỷ hậu trách nhân, có thể em trách chồng em, trách gia đình chồng em là đối xử không tốt với em với con em, nhưng mà ngược lại bản thân mình cũng là người cái người không 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 nhìn nhận được vấn đề, không nhìn nhận được cuộc sống, mình mới vấp phải như thế. Nhưng mà nếu mà phải những cái người mà người ta nhìn thấy những cái khung cảnh như thế thì người ta đã không đâm đầu vào, đúng không? Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Rau Thu Hiền, vâng đúng rồi. Đàn ông thì đàn ông hay đàn bà hay đàn nào cũng thế, đã tức là nhà chồng mà họ đã có thể đánh mình đã nhẫn nhịn thì chắc chắn là sẽ có lần sau. Mà em bị đánh ở đây là không có ai can ngăn, không có ai đưa em đi bệnh viện, thậm chí em ở với chồng nhưng mà cái bà chị chồng bà làm chủ hộ khẩu, bà không cho em vô, không cho em vào hộ khẩu, không đăng ký tạm vắng tạm trú ở bên Xuân Đỉnh Hà Nội ấy. Chị Thu Hiền đây, quê ngoại, quê của mẹ em cũng ở Hưng Yên. Không phải Nguyễn Giang, không phải là tự dưng em muốn nhắc lại, mà bởi vì mọi người hỏi em tại sao em lại không thích người Thanh Hóa, người Thanh Hóa thì bị làm sao thế nọ thế kia. Bởi vì là em đã trải qua cái cuộc sống của em nó quá khổ. Em chỉ nói là em cảm thấy em quá khổ. Em đã dứt ra được cái khỏi cái cuộc sống đó, cho nên là em cũng không muốn gặp lại một cái người ở cái đất